Sức khỏe Sony Dây kính chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy nhiệt kế đo tráng đời mới của Myrolife để xem hàng chính hãng sẽ có những gì ha. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có cái mã là NC200 đó. Rồi mình sẽ có những cái hướng dẫn ở bên đây và ở phía sau tem phụ. Giá niêm yết của hãng là 1.250.000. Mình sẽ được bảo hành 2 năm ha. Cô chú anh chị mình nên mua hàng chính hãng nha. Trên thị trường á thì có rất là nhiều hàng sách tay, hàng trôi nổi và hàng giả. Nếu mình như hàng sách tay thì thuộc dạng trốn thuế rồi, nên là sẽ không có được hãng nhận bảo hành. Cô chú anh chị thông cảm nha. Và không có được kiểm định chất lượng. Nếu mà sau này mình thấy nghi ngờ nó sai á, gửi về hãng và hãng kiểm tra hàng trôi nổi thì hãng sẽ không có trách nhiệm kiểm tra cho mình đâu. Đó. Rồi bây giờ sẽ khui bên trong. Nhiệt kế này thì nó sẽ có hai chức năng rất là hay. Đó là mình có thể đo sữa, đo nước hoặc là đo những cái vật dụng gia đình. Rồi bên cạnh đó là cái quan trọng nhất là mình có thể đo thân nhiệt cơ thể. Bên trong thì mình sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt nha. Rồi và phiếu bảo hành. Rồi mình sẽ có thêm cả một cái hộp để đựng máy nữa nè, bảo quản máy ha, rất là đẹp luôn. Rồi khi mà mua máy về á thì cô chú anh chị mình nhớ lột cái miếng tem này ra ha. Mình thấy không, cái tem này là cái tem để trưng bày thôi. Khi mà nhiệt độ mình hiển thị trên đây thì nó sẽ có độ C, độ F và những cái cảnh báo lỗi nếu mà như xảy ra lỗi. Đây là nút mở nguồn ha, mở nguồn, sau đó mình đo và tắt cũng nút này. Còn khi mà mình chọn vào cái chế độ mod là để mình xem là cái chế độ đó là đo vật thể hay đo sữa, nước. Và đây là M để mình có thể xem lại bộ nhớ anh chị ha. Rồi ở trên đây á, mình sẽ có một cái đèn, một cái đầu dò, và nó có chức năng là cảm biến được cái khoảng cách. Ví dụ khi mà mình đo tráng á, mình để từ ngoài vào khoảng cách từ 1 đến 3 cm, nó sẽ tự động nó đo. Nó sẽ tránh sai số. Nhiều khi những cái máy đề cũ á, mình để xa quá mình bấm, còn để gần quá bấm thì nó dễ bị sai lệch một chút. Rồi ở đây là mình sẽ có hai viên pin 3A ha. Nó khá là bền cô chú anh chị ha. Pin này thì rất là dễ tìm, nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên mua pin tốt nha. Những cái pin thường á, bỏ vào đây mà để qua năm này qua tháng nọ nó chảy pin hư máy rất là tiếc. Rồi ở đây á, thì mình sẽ có cái ngày sản xuất và cái số series của máy luôn ha. Thì máy sẽ, nếu mua hàng chính hãng sẽ được bảo hành 2 năm chính hãng. Nếu mà cô chú anh chị mình liên lạc với hãng á, thì mình sẽ được bảo hành chính hãng hoặc kiểm định chất lượng nếu mà mình nghi ngờ nó sai. Và nó sẽ xài rất là bền luôn. Rồi vậy thông tin chia sẻ cùng anh chị ha. Nếu mà cô chú anh chị mình muốn xem cách sử dụng, cách cài đặt ngày giờ thì mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây, hoặc là những cái khắc phục lỗi tại nhà như thế nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc số điện thoại bên dưới. Rồi vài thông tin chia sẻ cùng bà con ha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt.